Còn hoặc là những ca mổ tim á, ai nghèo khổ làm sao, Út vô tới nhà những cái căn nhà sụp sệ nghèo khổ, Út nói thật với mấy em hả, mấy người giàu hả, con người ta chơi hơi hơi là người ta xách đi, người ta lo rồi, người ta không có để cho mà bé mà tới suy sụp tinh thần, suy sụp sức khỏe rồi tím tái mặt hay là đẹp chét đồ kia đâu. Biết là Chợ Rẫy có cái quỹ đó thôi chứ không biết của ai. Đúng cả. Rồi, không biết đâu em ơi. Tại vì á, em nghĩ đi, ai là người lại chạy lại nói cho em nghe, bác sĩ cứ chạy lại nói ừ đâu, người ta đâu có rảnh đâu mà người ta tiếp chuyện với mình, công việc người ta đa đoan, mình lên mình gặp bác sĩ mình nói như vậy là mình mừng dữ lắm rồi. Mà bác sĩ đâu có rảnh đâu mà người ta tiếp chuyện với mình. Người ta lu bu công việc á thiệt, lo giấy tờ ha, đi lên đi xuống cầu thang, lội lên lội xuống lo giấy tờ cho các bé được xong ha, nói thật ha, yêu cầu bé mà nhập viện được là nó thiệt là Út thở hết ra hơi. Tại vì khuya ở đây đi lên Sài Gòn, khuya 1 giờ thức là đi lên Sài Gòn, đi lên. Em có thấy một số cái clip đăng trên mạng á, thì chị cũng có giới thiệu một số nhân vật để cho đi một tim cho cô Hằng á, thì chị có thể giới thiệu chút xíu về mình ở đâu và như thế nào, và cái giới thiệu đó như thế nào. Chị chào các em. Chị thì tên đó là Phạm Lành. Chị ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Công việc của chị hàng ngày thì chị đi làm thiện nguyện. Chị đi làm nay cũng hơn 10 năm nay rồi. Chị giúp đỡ cho các cái trường hợp như là bệnh tật, rồi là cắt nhà tình thương, rồi là mổ mắt. Rồi trong đó là đặc biệt nhất là có là mổ tim bẩm sinh tất cả các trẻ em ở tất cả các nơi, có nhờ chị làm cái cầu nối để giúp đỡ cho các em bé từ 15, 16 tuổi trở xuống các em. Thế là công việc của chị như thế nào để mình có thể làm thêm cái công việc nguyện đó chị? Cái công việc của chị là một người phụ nữ, nói chung là một người phụ nữ tay yếu chân mềm như các bạn phụ nữ khác, nhưng mà có một cái là chị cuộc sống quá vất vả và quá khổ. Từ ở dưới quê sinh sống thì chị làm cái công việc thêm là chị bơm hơi giá ép, giá giỏ. Chị thường thì đục giỏ, thấy chị phụ nữ gì chứ chị đục giỏ bằng tay hay lắm á, những cái giỏ máy cài hay là những xe tải lớn là chị làm được hết đó em. Tất cả chị dạy cho mấy cái em này là mấy học trò mới vô học thêm. Cái công việc của chị thường là bơm hơi giá ép. Bởi vì thị trấn Vĩnh Hưng này cứ là kiếm là cô Út Lành giá giỏ, bơm hơi giá ép thì người ta ai cũng biết hết. Tại chị làm nay là 20 mấy năm nghề giá giỏ bơm hơi này rồi. Chị từ tay làm luôn hồi xưa á? Chị lúc trước đây còn trẻ còn khỏe là chị tự tay chị làm, và chị dạy không biết bao nhiêu học trò, và biết bao nhiêu cậu lính chị đào tạo ra là nhiều dữ lắm luôn á. Để có ngày hôm nay thì cái công việc của chị thì phụ thêm nữa là mua bán vỏ xe, mua bán mâm vỏ ruột và tất cả các nói chung là về vỏ. Về cái quý mổ tim á, là từ đâu mình lại có ý định là sẽ làm cái quý mổ tim nào? Nó là như vậy nè em. Trong cái thời gian mà chị đi vận động các nhà tình thương hay là những người mổ mắt hàng tháng, chị đi dẫn lên Sài Gòn mổ mắt nay là cả chục năm nay rồi, những cái trường hợp mà nói chung là tất cả các trường hợp bệnh hoạn này nọ hết, thì là có những cái mà bà con cô bác mà bị có con em mà bị bệnh tim bẩm sinh á, người ta mới lại là người ta mới khóc lóc với là Phạm Lành. Nói chị ơi, chị làm bên từ thiện, chị giúp giùm vận động phụ. Người ta chỉ kêu mình vận động phụ thôi. Vận động phụ nói là con em bây giờ là bị tim bẩm sinh rồi, chị vận động được ít tiền á. Chứ bây giờ là bác sĩ người kêu đóng 50, người kêu đóng 70, người kêu đóng 100-200 thì không khả năng nổi. Kiểu như người ta là quơ vào hết rồi. Điều trị cho con em là trong thời gian dài là nó cũng yếc lắm rồi. Người ta lại nhờ mình cái bước đầu là vận động phụ. Vận động cũng như mình vận động bệnh hoạn hay các nhà tình thương vậy đó mấy em. Chứ người ta không có biết mình làm tim, mà mình cũng không biết quỹ mổ tim là ai đâu. Lúc đầu là cái bước đầu là nó là như vậy. Người ta lại khóc
khóc lóc gian xin rồi chị ơi chị vận động phụ em với con em bây giờ là đưa những cái em bé hả tội lắm kìa, đẹp chét có chút xíu à, mặt mày nó tím, cái đó là nói bằng sự thật luôn á, mặt mày nó tím, môi nó thâm đen hết trơn vậy nè. Có em bé hả thôi nôi rồi mà nó có chút xíu vậy nè, mà người ta ẩm lại cái người ta nói chị ơi chị vận động giúp phụ con em đi, chứ con em bây giờ là bây giờ bị tiêm nó nặng dữ lắm rồi, mà bác sĩ kêu đóng 5-70 triệu em không có khả năng đóng. Thì lúc đó mình nhìn mấy em trẻ mình thấy nó tội nghiệp lắm kìa, nó đẹp rồi thêm cái nữa nó kiểu như nó cái mặt nó ngơ ngơ ngáo ngác, nó kiểu như không có mà cái tinh thần để sống mà khỏe mạnh như mấy trẻ khác. Chị cảm thấy chị xót lắm. Cái bắt đầu lúc đó chị mới đi tìm ở trên Facebook á, bắt đầu chị chơi Facebook, nói chung cũng không gành mấy, chị đi tìm đi người quen ở trên Facebook, thấy người ta đăng là chỗ mổ tim này nọ đồ kia tùm lum hết á, mà chị hỏi á thì người ta phải kêu á là đóng 50% số tiền lúc mà kiểu như mình hỏi mà để mà nhờ giúp đỡ, kiểu như mình hỏi kiểu như bạn bè đồng thiện nguyện chung từ nhóm vậy đó. Cái người ta nói bây giờ phải đóng 50% có chỗ nha, rồi cái bắt đầu chỗ khác mình hỏi người ta nói là không có ủng hộ binh mổ tim. Chị hỏi viết tới cuối cùng chị tìm được cái nguồn á là ở bệnh viện có cái anh đó tội nghiệp, cái anh ảnh cũng nhóm từ thiện của như chị, mà chị ảnh ở An Giang á, cái ảnh mới nói là Lành ơi em lên trên ngay chỗ bệnh viện Chợ Rẫy á, anh cho em cái số điện thoại của khoa trưởng khoa bác sĩ Khánh Vân là trưởng khoa bên Chợ Rẫy để mổ tim em bé. Là lúc đó là chị điện liền cái hên bác sĩ đó là nghe máy liền cái bắt đầu bác sĩ nói là chị đem má là mấy bé đó lên đây đi, rồi ở đây nè có cái quỹ là mổ tim từ thiện đồ kia, nhưng mà với điều kiện rồi hoàn cảnh nghèo đồ cái này nọ đồ cái gì đó. Bắt đầu chị tốc hành chị lên trên bệnh viện Chợ Rẫy liền, chị gặp bác sĩ là trưởng khoa bác sĩ Khánh Vân đó, chị trao đổi. Thì từ đó trở về sau chị giúp nhiều dữ lắm. Nói chung là chị làm cầu nối, chị đăng lên là cái người này thấy, người kia thấy. Mà trong đó chị thương nhất cái em ở ngoài Quảng Nam á. Em lúc đó cái nhà em ở đó ở ngoài Quảng Nam á, cái nhà bị gió bão nó trôi cái nhà đi. Mà con em á thì em mới có đứa con đầu lòng mà em còn trẻ đó. Em đó bằng tuổi con lớn của chị á. Em đó mới là nay nữa hình 33 tuổi bằng đứa con của chị á. Cái em đó mới nói là không, trên Facebook có cái người mà thấy mới chỉ cho cái người anh vợ của cái em đó tên Trường. Cái bắt đầu là chỉ cho cái em Đình Thảo ở ngoài Quảng Nam luôn. Mới điện vô cái người ở Quảng Nam mới điện vô cho chị. Nói là chị ơi chị giúp cho cháu em với, cháu em bây giờ nó mổ hết một lần nó tốn hết 50 triệu rồi. Mà bác sĩ nói là phải mổ 4 lần. 4 lần mới là cứu được mạng em bé đó. Thì vợ chồng em Trường đó, nhà thì mới bị trôi hết rồi, của cải tài sản hai vợ chồng chỉ có một bộ đồ đi vô Sài Gòn để đi làm mướn ở Đồng Nai á, làm mướn để mà là nuôi con. Thì bắt đầu mới dai hỏi làm sao không biết mà được 50 triệu, dai hỏi mượn anh em rồi kia ở quê mới 50 triệu, là đưa em nó vô bệnh viện Nhi Đồng 2 là mổ hết năm một lần đầu 50 triệu. Lần sau là vô cái bác sĩ nói giờ không tiền thì không có mổ được. Cái bắt đầu cái anh vợ của Trường mới ở ngoài Quảng Nam mới điện vô cái Đình Thảo nó mới cho cái số điện thoại, nó cái số này của cha bé bị tim bẩm sinh. Chị mới điện liền thì lúc đó là chị biết là hai vợ chồng đang ship đồ để đi về quê đặng mà kiểu như bác sĩ chạy rồi bác sĩ nó đem về nhà đi, nó muốn ăn gì cho ăn, kiểu như là không còn tia hy vọng nữa. Cái bắt đầu chị mới nói bây giờ chị mới điện cho bác trưởng khoa mổ tim, chị nói bây giờ trường hợp vậy bác khoa mổ tim nói chị đem lên đây. Thì là ở đây là Út phải trong đêm, chị phải trong đêm chị lên bệnh viện Chợ Rẫy đi trong đêm, chị mới hẹn là cái ba của bé mổ tim là đi ra Chợ Rẫy. Mà lúc đó cái cậu ba của bé mổ tim á đi ngơ ngơ qua gặp chị ở cửa cổng một của bệnh viện Chợ Rẫy á, đi ngơ 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 vậy nè, rồi bắt đầu mới điện là chị thấy ha, cái thần thái của ba của bé đó là nó còn hơn là cái em bé bị bệnh tim nữa, kiểu như người ta kêu bằng tuyệt vọng luôn rồi.
cái bắt đầu chị hỏi ủa rồi con em đâu, cái bé, ba của bé mới tin trường á, nói con em ở nhà trọ. Cái chị tức chị giận chị nói ủa em đi mổ tim hả con, em đi mổ tim mà em không dẫn con em qua đây. Thì cái ba của bé trời đi ngơ ngơ đi về, đi về mới dẫn vợ qua, dẫn em bé ra trên tay vậy nè, mới có mấy tháng à, tội dữ lắm kìa. Chị thấy chị xót mà nhưng mà chị vẫn cự, nói trời ơi Út ở xa, Út đi lên tới đây thì con phải có cái hăng hái lên chứ con đi gì đâu mà sau này mình mới hiểu được là nó nói với Út một câu, nó nói cô ơi lúc đó con á là con không còn tia hy vọng con sống nữa đâu, lúc đó là con á là tuyệt vọng dữ lắm rồi. Lúc đó mà thời cô kêu điện con hả, con không biết con là ai luôn, con trả lời điện thoại cô là con đang ship đồ để con đi về quê để mà con có gì á để mà cho gần ông bà. Thì á là nó Út mới thôi bây giờ đem qua đây đi, thì đem qua đây là nhập viện cho cháu liền. Em biết là mổ là cháu này mổ thêm 3 lần nữa, hiện tại bây giờ cháu đang mổ trên Chợ Gãy á, hiện tại giờ đang nằm Chợ Gãy, cách nay là lần thứ 3, là nay là mổ được 2 ngày rồi, mới điện cho Út vào chùa tối này nè, mới điện cho Út vào tối này nói là con đang mổ mà lúc tối Út mất bận quá, Út nói thôi để Út điện lại mà chưa điện lại cho em nó nữa, nếu có gì thì em về Chợ Gãy á sẽ gặp em đó đang mổ bé được 2 ngày. Tội lắm mấy em ơi. Cái năm 2 tây tháng 9 năm 2019, các bé mà ở gần á về đây cái thăm Út, thăm chị, kêu bằng là mẹ lành. Các bé đó kêu bằng mẹ lành, nói nó nhờ mẹ là làm cầu nối để cứu sống mấy mạng của con. Mà không phải đâu, một bé hai bé đâu, nhiều bé lắm. Út giúp nói chung là Út làm cầu nối là nhiều lắm chứ không phải là một hai bé đâu. Nhưng mà có cái là có mấy bé ở xa xa, bây giờ ở xa xa là Út không có chỉ hết được. Có mấy bây giờ mấy bé ở gần, giờ có bé phải cần mổ lần 2 nữa. Mà bây giờ nghe tin là chị Hằng là ngưng cái quỹ mổ tim mấy ngày nay, là nó thật tình Út khóc mấy ngày nay còn sưng luôn á. Kiểu không phải, nhiều người ta nói mình nịnh chị Hằng, mà hỏi mấy em bây giờ chị nịnh chị Hằng được cái gì? Chị Hằng cho chị cái gì đâu? Dưới dạ chị Hằng là tiếp chị, phải không? Bây giờ cho là chị nịnh chị Hằng, chị lên trên Đại Nam, chị gặp chị Hằng có tiếp chị hay không? Hoặc là chị điện thoại chị Hằng có nghe máy chị hay không? Mà ở đây chị muốn nói cái lòng nhân đạo của chị Hằng làm cho Út nó có cái động lực, để cái động lực đó là cầu nối để giúp đỡ cho các bé khác. Chứ nó thật, nhiều mạnh thường quân, nhiều bà con á nói chị nịnh chị Hằng rồi không có ủng hộ chị làm từ thiện nữa. Chị nghe chị xót lắm, nói thật một câu, nói thật lòng á, chị nghe chị đau lắm. Mấy tháng nay chị không có ngủ nghe gì được hết á, chị cứ nghĩ là mình chỉ là giúp người ta thôi chứ mình cũng có lợi nhuận gì ở đây đâu, có ăn được ngàn nào đâu. Cái hồi mà dẫn các bé lên Chợ Rẫy á thì chị biết là Chợ Rẫy có cái quỹ đó thôi chứ không biết của ai. Đúng cả. Rồi, không biết đâu em ơi. Tại vì á, em nghĩ đi, ai là người lại chạy lại nói cho em nghe, bác sĩ có chạy lại nói ừ đâu, người ta đâu có rảnh đâu mà người ta tiếp chuyện với mình, công việc người ta đa đoan, mình lên mình gặp bác sĩ mình nói như vậy là mình mừng dữ lắm rồi. Mà bác sĩ đâu có rảnh đâu mà người ta tiếp chuyện với mình. Người ta lu bu công việc á thiệt, lo giấy tờ ha, đi lên đi xuống cầu thang, lội lên lội xuống lo giấy tờ cho các bé được xong ha, nói thật ha. Yêu cầu bé mà nhập viện được là nó thiệt là Út thở hết ra hơi. Tại vì khuya ở đây đi lên Sài Gòn, khuya 1 giờ thức là đi lên Sài Gòn. Đi lên Sài Gòn á là để nhập viện để đón mấy bé. Tại vì đâu phải là lúc nào cũng mình vẫn có bé ở gần đây á thì chị vẫn trực tiếp. Còn có bé ở xa thì hẹn thôi. Hẹn bây giờ 6 giờ có mặt tại đó, tại bệnh viện Chợ Rẫy. Chứ bây giờ mấy đứa tính đi, xong mà mình gặp mà ai mà nói chuyện tiếp chuyện với mình mà mình biết cái quỹ đó của Hà mà chị Hằng. Rồi sau này nè chị Hằng mới vạch trần ông Võ Hoàng Yên lên, rồi bắt đầu nói qua nói lại chị Hằng mới nói là cái quỹ Hằng Hữu đó là mổ tim đó là của chị Hằng. Đó từ ngay chỗ đó Út mới biết được là cái quỹ mổ tim của chị Hằng. Mà bây giờ nè Út mới nghe buồn.
là chị Hằng á là ngừng lại, rồi thì cái mà bé của mà ở ngoài Quảng Nam mà nãy giờ Út kể đó, là bé là cha bé Trường, là cha của bé mà đang mổ tim ở bệnh viện Chợ Rẫy đó, mới điện cho Út vào tối nói là bác sĩ Khánh Văn mới kêu vợ con á là vô ngày hôm qua, nói với là vợ con thì nói bây giờ còn mấy bé này á là để bắt việc bắt mổ cho xong, thì việc xong cái mà cái lượt này là không còn quỹ mổ để mổ từ thiện 100% nữa. Mà đêm mà hôm á Út không có nói chuyện được với em nó, tội nghiệp lắm, nó điện thường xuyên về thăm hỏi nhưng mà đâu không có nói chuyện được với cái em đó, mà hỏi coi mổ rồi kia như thế nào, với giá lại tâm trạng mấy ngày nay cũng không vui, rồi cũng không có nói được dài dòng nữa mấy đứa ơi. Nói chứ nhiều người thì người ta có ăn có mặc, rồi người ta nghĩ cái cuộc sống người ta như vậy là đủ rồi, còn đấu dốt ha. Út đi khảo sát từng trường hợp bệnh hoạn hay các nhà tình thương, Út đến nơi để khảo sát từng trường hợp, rồi về rồi Út mới thấy, còn hoặc là những ca mổ tim á, ai nghèo khổ làm sao. Út vô tới nhà những cái căn nhà sụp sệ nghèo khổ, Út nói thật với mấy em hả, mấy người giàu hả, con người ta chơi hơi hơi là người ta xách đi, người ta lo rồi, người ta không có để cho mà bé mà tới suy sụp tinh thần, suy sụp sức khỏe rồi tím tái mặt hay là đẹp chét đồ kia đâu. Người con người già giàu người ta hơi hơi là người ta đã đi rồi, người ta đi người ta đã lo rồi chứ không có đợi tới. Thương là thương mấy bé nghèo. Rồi có mấy ngày nay Út lên kênh của Út để Út làm cái clip thì người ta vô người ta cũng ném đá Út, nói Út nịnh, trời ơi có cái lòng nhân hậu, không phải Út nói là Út khen Út nhân hậu, nhưng mà có cái lòng nhân ái nhân hậu mới hiểu thấu đáo được, thấu đáo được cái nỗi đau của những người bệnh. Chứ nếu mà mấy em không gặp, bây giờ mấy em có nhân hậu mà không chứng kiến như Út, mấy em cũng không thấy xót bằng Út đâu. Cái Út nói thật luôn á, đi lên hả mấy đứa không giặt ra mổ hen, trời ơi mổ banh á, để mà nông á, có bé thì mổ nội soi được, có bé phải cắt cái gân chân này nè, rồi có bé phải cắt cái gân tay gì đó, thông ben gì tùm lum hết á, có bé phải mổ hở mấy đứa biết không, mổ một cái vết sâu vậy nè, trời tới mà nó lên, nó mình mà lên thăm nó đi hen, là dở ra là nguyên một cái vết hẹo, trời thấy xót lắm kìa. Tại vì người ta không chứng kiến được, rồi người ta giận Út, nói là Út binh chị Hằng, không phải đâu. Út rất là xót lên hả, những cái ấy hen lên đó mấy đứa biết không, mổ rồi bắt đầu chiền hả, mấy cái ống mà chiền nước biển được kia hen, băng băng đây nè, mẹ cha không có ngủ được, phải nằm suốt ở cho trực suốt để lo cho mấy bé, rồi á là đâu có tiền đâu, Út phải về Út mới vận động thêm kiếm tiền cho là cũng như cho mà sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Chậu mấy em đó hả nghèo mấy đứa biết không, đi lên xin cơm từ thiện, đi lên xin cơm từ thiện ăn không á, là có nhờ lên chợ nó cái mấy anh kia á chỉ. Nói chung là mình làm thiện là có mấy người làm thiện rồi có đường dây hết trơn à, rồi cái người ta chỉ, người ta kêu á là qua ngay chỗ nào người ta chỉ mình á là chỗ đó có cơm từ thiện, rồi bắt đầu mới chạy lên lầu nói với mấy em đó bây giờ xuống ngay chỗ đó xin cơm từ thiện, từ thiện mấy lúc mấy giờ mấy em đó mới chứ là chạy xuống canh đặng á. Còn nếu mà đi không được thì trong một phòng á, thí dụ 5-10 em vậy đó, chia ra là bữa nay là hai người để người mẹ này đi, rồi bữa sau là một người mẹ người kia vậy đó, xin cho con phòng ăn. Trời ơi mấy đứa không biết đâu, Út đi lên đi xuống cực khổ lắm luôn á, chứ không phải là Út nói bằng cái miệng. Ừ tôi đăng lên trên Facebook rồi em này, không phải như là cái bà master vui vẻ bà nói ừ tôi ngồi ở đây rồi tôi chuyển ở đầu cầu kia 50 triệu, tôi ngồi ở đây tôi chuyển ra kia 50 triệu, không đâu. Út đi bằng thực tế, Út đi kêu bằng cái kêu bằng cái nhiệt tình của Út mà để Út giúp cho các bé. Thì nhưng mà sao Út sắp xếp được công việc của mình, cũng bỏ hết em. Út nói thiệt với mấy em hả, Út tới đi từ thiện là Út đi, Út không có còn cái quan trọng trên cái công việc Út. Út nói thật luôn, bỏ bê giết nó, bởi vậy Út làm giết cái lời á. Út không đủ tiền chi phí để đi làm từ thiện luôn. Út nói thật mà nói, bởi Út làm không có giàu như người ta, chứ theo đáng lẽ làm mấy chục năm nghề này là người ta giàu lắm luôn á, người ta nhà lầu xe hơi luôn á, còn Út làm không có giàu.
Lý do là làm Út chi phí từ thiện, nhưng mà Út không có đưa cái đồng tiền của Út lên. Nay tôi chi phí cái này, mai tôi chi phí cái kia là Út không có nói. Bởi vậy nhiều người thắc mắc nói tại sao Út vận động tiền người ta mà tại sao không thấy tên Út. Nhưng mà tên Út á, cái tiền Út nó đi bằng cái âm thầm, chứ nó không có công gì. Ừ, không, nó đồng tiền của Út nó đi ra bằng âm thầm, nó đi cái cửa âm thầm không phô trương. Ừ.